Chúc mừng bạn đã sở hữu InBodyBand. Bạn đang từng bước làm chủ vóc dáng của mình với chương trình quản lý cân nặng BodyKey. Nào, hãy cài đặt cho InBodyBand. Bạn cần có InBodyBand mới và một cáp USB có sẵn trong hộp. Bạn cũng cần có một điện thoại di động và một máy tính hoặc một đầu sạc USB để cài đặt cho InBodyBand. Bây giờ, hãy bắt đầu. Cần phải sạc pin ngay khi lấy InBodyBand ra khỏi hộp. Nhẹ nhàng mở chút nhỏ ở phía bên trái của InBodyBand. Sau đó, gắn đầu nhỏ của cáp USB vào InBodyBand và gắn đầu lớn của cáp USB vào đầu sạc USB. Nếu thích, cũng có thể sử dụng máy tính để sạc pin cho InBodyBand. Vâng, cần khoảng 1 tiếng đồng hồ để sạc đầy pin. Có thể tạm ngưng xem video này tại đây và xem tiếp khi có thời gian để hoàn thành các bước cài đặt. Đã hết thời gian. Kiểm tra xem pin đã được sạc đầy chưa. Nhấn nút trong 3 giây để bật nguồn điện. Sau đó, nhấn nút vài lần nữa cho tới khi thấy biểu tượng pin xuất hiện. Nếu màn hình hiển thị 100%, bạn đã sẵn sàng tiếp tục. Tháo cáp USB ra khỏi InBodyBand và đóng chốt lại. Bây giờ, hãy cài đặt ứng dụng BodyKey cho điện thoại của bạn. Tìm kiếm BodyKey trên kho ứng dụng Apple Store hoặc Android Google Play Store. Tiếp theo, tải ứng dụng BodyKey về điện thoại. Tải trong khoảng vài phút. Khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng BodyKey trên màn hình điện thoại. Tiếp tục nhấp vào biểu tượng BodyKey để mở ứng dụng. Nhập số điện thoại di động. Rồi chọn xác nhận. Trên màn hình đăng nhập, các bạn hãy chọn giới tính, nhập chiều cao và tuổi. Nhập mật khẩu cho ứng dụng BodyKey. Xong hết rồi chứ? Giờ chỉ cần chọn xong. Vì đây là lần đầu tiên bạn cài đặt, InBodyBand sẽ tự động kết nối với ứng dụng BodyKey. Trên màn hình của điện thoại, chọn InBodyBand. Sau đó chọn cài đặt. Nhập cân nặng của bạn. Màn hình điện thoại sẽ báo tín hiệu phải mở nguồn cho InBodyBand. Khi đã chắc chắn InBodyBand đã được mở nguồn, đặt InBodyBand cạnh điện thoại của bạn. Bây giờ bạn có thể chọn xác nhận trên ứng dụng BodyKey. Ứng dụng đang chạy, cần vài giây để kết nối. Tuyệt vời, đã cài đặt xong. Chọn xong. Và bạn đã hoàn tất cài đặt. InBodyBand đã kết nối với điện thoại của bạn. Giờ đây, bạn đã có thể đồng bộ hóa dữ liệu từ InBodyBand sang ứng dụng BodyKey. Hãy tiếp tục khám phá InBodyBand và ứng dụng BodyKey. Thật dễ dàng để bắt đầu tiến trình và làm chủ vóc dáng của bạn. Vào website để biết thêm thông tin về chương trình BodyKey hoặc liên lạc với chúng tôi khi cần trợ giúp.